Xin chào cả nhà nhé. Hôm nay mình lên cho cả nhà một cặp thái nè. Thái dân hoa đen. Một cặp riêng. Chim vừa tuổi đúc nha cả nhà. Trại mình thì ở gần phà cao lãnh Lấp Vòm Tháp nha. Nếu mà anh em nào ở gần thì lại xem trực tiếp nha. Còn ở xa thì mình có gửi trên xe nha. Zalo mình là 0368 213 731. Cả nhà ai có nhu cầu loại nào thì các bạn Zalo mình tư vấn nha. Mình ship được là khu vực miền Tây, Sài Gòn, Bình Dương, Bình Phước, Phan Thiết, Ninh Thuận, Đắk Lắk, Lâm Đồng, Tây Ninh này kia. Hoặc là chỗ nào mà có xe tới lui đó, là mình vẫn ok nha. Thái dân hoa đen. Rất là đẹp nha cả nhà. Cặp này là đuôi trắng nè. Ức trắng nè, dân hoa đều trên lưng nè. Không có gì để chê luôn. Một cặp riêng. Thích hợp cho anh em về nuôi kiển nè, hoặc là nuôi sản thì đều ok hết nha. Bên mình thì có các dòng là cu cườm Việt, Thái Malaysia, Thái màu, Thái đen. Thái đen là thái dòng ngồi á, cu ngói, khắp thường, khắp bông. Cả nhà ai có nhu cầu loại nào thì các bạn Zalo mình tư vấn nha. Hoặc là anh em nào mà thích chim mà còn đúc á, có thời gian đó thì mình bắt chim còn đúc cỡ vậy nè. Hoặc là nhỏ hơn xíu cũng được. Hoặc là chim biết ăn cứng, chim tơ, hoặc là chim gần sinh sản mình cũng có nha. Do là mình lấy cái điện thoại á, mình quay kế bên thành ra là nó hơi sợ xíu nha. Một cặp riêng. Rất là đẹp luôn. Giá cũng mềm luôn. Cả nhà ai có nhu cầu thì các bạn Zalo mình tư vấn nha. Rồi, chào cả nhà nha. Cảm ơn cả nhà đã xem video.